giọng ca vàng Houston 2017 kỳ 2. Và kính thưa quý vị, đứng kế bên tôi đây là một cô gái rất là xinh đẹp. Và hôm nay cô cũng đến với vòng sơ tuyển của giọng ca vàng Houston 2017. Khi mà em coi thông báo trên TV, động cơ nào để em thôi thúc em đến với cuộc thi? Một người bạn khuyên đi thi. Vậy có nghĩa là bạn của em cảm thấy rằng em hát hay đúng không? Chắc vậy. Và đến với cuộc thi này có một người đã ủng hộ của em rồi. Vậy thì bao nhiêu phần trăm của em sẽ là tự tin rằng mình sẽ vượt qua vòng này? Chắc 50-50. 50-50, cố gắng lên, bởi vì vòng thi sơ tuyển chỉ là mình thử chất giọng thôi. Và kính thưa quý vị, đến với giọng ca vàng Houston, không nhất thiết bạn phải là người đoạt giải, chỉ cần bạn là một trong những top của vòng chung kết, hoặc là bạn có tiềm năng, thì đài ABTV vẫn sẽ thấy được khả năng của bạn và vẫn sẽ giúp cho bạn trở thành một ca sĩ điển hình như là Vũ, cũng là một trong những thí sinh của giọng ca vàng Houston năm vừa rồi. Vâng, và xin chúc Minh Hiếu sẽ thành công trong phần dự thi của mình, và chúng ta cùng vào phòng để đến với phần dự thi của Minh Hiếu nhé. Xin cảm ơn. Dạ, xin chào ban giám khảo và xin chào khán giả đài Apple TV. Em tên là Minh Hiếu. Hôm nay em xin dự thi bài Tình yêu trả lại trăng sao của tác giả Lê Dinh. Mời em. Thôi hết rồi người đã xa tôi, quên hết lời thề ngày xa xôi, quên tương xưa lối qua ngậm ngùi, nghe thời gian bước đi bồi hồi, hai ta cùng chung lối. Ôi những kỷ niệm ngày bên nhau, đây chỉ còn là niềm thương đau. Sao tình yêu hóa ra hận sâu, sao dịu em hóa ra nghẹn ngào, sao cuộc đời tựa chim bao. Hết những ước mơ, lệ tuôn gối nhỏ, đêm dài rừng rừng nhớ. Cuộc đời từ đây u buồn ngang trái, để mình em đắng cay. Anh biết cho trăng ngạch. Sao tiếp tục đi, tiếp tục đi. Anh nói rằng trọn đời yêu em, sao nỡ đành lòng nào lại quên. Câu tình yêu giữ không nhạt màu, câu mình thương đến khi bạt đầu, bây giờ trả lại chẳng sao. Câu tình yêu giữ không nhạt màu, câu mình thương đến khi bạt đầu, bây giờ trả lại chẳng sao. Xin chúc mừng phần thi vừa rồi của bạn đã được hoàn thành. Chắc có lẽ vừa rồi Minh Hiếu hơi rung phải không ạ? Hơi rung. Không sao đâu, từ từ đi. Nhưng mà mình nghe cái giọng của Minh Hiếu rất là ngọt ngào và cũng rất là dễ thương nữa. Và bây giờ xin mời phần ý kiến của ban giám khảo. Đầu tiên xin mời nhạc sĩ Hoàng Cầm. Chào Minh Hiếu. Cháu có cái giọng cũng tốt đó. Một hai cái vấp váp đó là tại vì hơi lo ra thôi, cái đó mình khắc phục được, không sao. Nhường cho mấy giám khảo. Dạ, xin mời chị ca sĩ Kim Phượng. Chào em. Trước tiên phải nói là chị thích cái giọng của em, là vì trong cái giọng ca của em chị thấy bass step đầy đủ hết. Nhưng mà có cái là những cái cuối câu chị không biết, là tại vì em hát theo cái kiểu mà nhạc trẻ ở giờ, giống kiểu như Phương Thanh ở Việt Nam, là cứ thở tự do đó. Chứ còn ngày xưa, ca sĩ ngày xưa tụi chị khi mà hát không được mà thở phì phò trong những cái cuối câu, mà cái cuối câu là phải để ngân. Nhưng mà điều giọng ca em thì rất là tốt. Nói để thử giọng thì giọng ca của em rất là tốt. Nhưng mà nhớ là khắc phục ở vòng sau, cố gắng phải bình tĩnh để mà không có quên lời. Thật sự là cái quên lời là một cái tội cũng rất là nặng của thí sinh đó. Nhưng mà vì cái giọng ca em, chị thấy ok. Xin cảm ơn
lời ý kiến của nữ ca sĩ Kim Phượng, và đó cũng là những lời góp ý rất là giá trị, rất là tốt cho những lời ca tiếng hát của mình sau này để đi tiếp con đường theo phong. Và tiếp theo xin mời nhạc sĩ Phan Thanh. Thì nói chung là không có gì hết, hai cô Kim Phượng và nhạc sĩ Hoàng Cầm nói rồi, không nói lại. Giọng của em rất là tốt, em rất là có triển vọng. Đúng. Và những cái chỗ nấc của em là bị accident thôi, chứ nó không phải là như vậy, anh biết. Không có gì khắc phục. Nghĩa là em quá là lo lắng, thành ra nó bị accident như vậy thôi. Không sao. Tốt lắm. Kỳ sau thì em sẽ lấy bình tĩnh được, và em sẽ làm tốt hơn nữa. Quý quyết em rất là thành công. Mình okay, cần có những giọng nữ, giọng trung tốt lắm, lên cao xuống thấp được. Cố và ý kiến cuối cùng của ban giám khảo là như thế nào ạ? À? Tôi thì nữ ca sĩ Kim Phượng thẻ xanh, nhạc sĩ Phan Thanh dành cho bạn thẻ xanh, và nhạc sĩ Hoàng Cầm hai thẻ xanh rồi thì giờ tôi có cho đỏ cũng phải vô mà tôi cho thẻ xanh luôn. Xin chúc mừng bạn Minh Hiếu, xin mời bạn lại ban giám khảo để lấy thẻ xanh. Kim Phượng nhắc nhở Thạch Trần cũng như tất cả các thí sinh khi mình phát âm về chữ. Tất cả các cái anh đã làm được, nhưng mà xuyên suốt bài hát anh chỉ thiếu một chút xíu thôi. Lời nói như đinh đóng cột. Quyết định cuối cùng của ban giám khảo là như thế nào ạ? Tôi nghĩ rằng cái giải sắp tới đây có rất nhiều hào hứng.